Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật cuối cùng. Bạn ấy tên là Hữu Tiệp và ngày hôm nay bạn ấy sẽ dùng giọng hát của mình để có thể mang về một phần thưởng, và phần thưởng ấy sẽ dành cho người dì của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện này. Em tên là Lê Hữu Tiệp, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại công việc của em là kỹ thuật viên ở khu công nghiệp V-Ship 2 ở Bình Dương. Và lúc nhỏ thì dì là người trực tiếp chăm sóc cho anh em tụi em. Dì là chị ruột của mẹ em. Em xem dì giống như là mẹ ruột của em vậy đó. Lúc bố mẹ em đi làm xa thì mỗi buổi tối sau khi mà dì làm xong công việc rồi em cũng đi học về thì lúc đó thì chưa có điện, đốt đèn dầu nhưng mà muỗi rất là nhiều. Dì vừa đập muỗi vừa dạy cho em đánh vần. Đó là những kỷ niệm mà suốt cuộc đời này em không thể quên được. Hiện tại thì dì sống với hai đứa con. Bố nó bỏ đi là hồi mang thai thằng bé. Thằng bé năm nay nó được 10 tuổi. Không có thể nào mà để tả được cái cảm giác trong gia đình mà mất một người đi rồi bỏ cho mình nuôi hai đứa con. Thấy nó rất là đau khổ. Tài sản tôi chỉ có hai đứa con thôi đó, giờ tôi ráng cố gắng tôi làm việc để tôi nuôi hai đứa con thôi. Rồi mấy đứa em đây nó cũng giúp đỡ, nhà cửa nó cho cây lá đầu cánh nhà nè. Giờ chị làm thì ngày nào qua ngày đó thôi, chứ giờ chứ không có tiền bạc thì không có cái gì dư giả để định hướng cái gì hết trơn cho con. Đứa nhỏ thì cũng gắng cố gắng làm để cho nó học lên cao, cho nó biết chữ nó chứ để tội nghiệp nó. Thì đứa cái lớn thì 14 tuổi nó học hết lớp 7 thì nó không có đủ tiền để cho đi học á. Thì cái nó nghỉ học rồi đi làm luôn tới giờ. Nó theo mẹ phụ mẹ không vậy đó. Đồ may áo sơ mi là 6.000 áo. Một ngày thì làm được 10 áo. Còn ủi thì lại không có bằng máy á, ủi thì lãnh ủi thêm. Ủi con đoạn ủi có 500 đồng áo à. Một cái máy cái miễn mẹ may thì con không may, con may thì mẹ không có may. Đổ qua đổi lại vậy đó, mần không có dư. Ước mơ của dì là có một số vốn để có thể mua thêm một vài cái máy may để phục vụ cho công việc của dì. Nhìn thấy dì hàng ngày khó khăn thì em cũng cảm thấy xót lắm. Cho nên em nghĩ là sẽ thực hiện ước mơ cho dì. Quen biết em giữa một đêm thật tình cờ, sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quên nhau và cho nhau phút hẹn hò. Rồi cầu van lên sẽ màn đêm thật hài hùng, bên nhau phút giây này giờ ngày mai cách xa nhau. Sơ câu tả từ và sơ đường tình hai lối, thì tôi chỉ xin em nếu yêu mình nên thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là thương. Đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim. Ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét mướt. Nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò. Hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong em. Đợi qua từng giờ lòng can bồi hồi xa.
sao xuyến, tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên thu. Tình yêu là mộng thành bọt bèo vào mây khói, tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên thu. Tiệp, đây có phải là lần đầu tiên Tiệp đứng trên sân khấu không? Dạ, lần đầu tiên đứng trước đông người vậy. Vâng, hiểu rằng là bạn khá là hồi hộp khi mà hát ca khúc này. Nhưng không biết là ban giám khảo đánh giá như thế nào về tiết mục này của Tiệp? Nhìn trong cái clip thì thấy con nít lắm, nhưng mà khi đi ra đạo mạo dễ sợ, đúng là một nhân viên văn phòng. Giọng hát rất là manly nha. Còi tàu van lên xe màn đêm thật hài hùng. Mong ước lớn nhất của Tiệp ngày hôm nay là gì? Mong ước lớn nhất hiện tại của em á, là có thể góp được một cái phần nào nhỏ của mình để có thể vơi bớt những cái khó khăn hiện tại của dì em, và cũng như là để cho gia đình có cuộc sống tốt hơn. Anh nghĩ là em cũng rất là may mắn khi em có thêm dì như là người mẹ thứ nhì của em vậy đó. Và bây giờ em làm một cái điều gần như là muốn đền đáp một chút gì đó cái công ơn dưỡng của dì đã dành cho em. Thì hôm nay em hát nó chưa có được hoàn hảo, nhưng mà Vũ cảm giác được những cái gì mà em muốn truyền tải ở trong bài hát. Tại vì Vũ cũng dành cái tình cảm cho em khi mà nghe cái câu chuyện, mà nhất là một người mà hiếu thảo như em. Cho nên là Vũ cũng mong là em sẽ thắng được một số tiền để mà có thể giúp đỡ được dì mua được cái máy may, hoặc là 2 cái, 3 cái, 4 cái cũng được. Nói chứ dì em á, có ở gần nhà em không? Nhà dì ở gần với nhà ngoại, mà em thì sống với ông bà ngoại, cho nên cũng gần. Hai dì nói dạ gần vậy thôi bày đặt. Tại nào dạ, gần ngoại. Nhưng mà dì thì ở nhà ngoại, gần. Kỹ thuật viên là người ta phải chi tiết như vậy. Ủa Tiệp ơi, có nghĩa là cả đại gia đình mình cùng ở chung một khu phải không? Bố mẹ cũng vậy? Ba mẹ em thì chia tay lúc em còn học cấp 2. Hiện tại em sống với mẹ với 2 em của em. Em không phải vì chuyện đó mà buồn. Tại vì anh nghĩ rằng là có rất là nhiều người, người ta mất đi một phần cơ thể người ta vẫn sống tốt được. Thì chúng ta mất đi một phần tình thương nào đó, chúng ta vẫn nên sống tốt. Và anh hy vọng rằng là em cứ mãi như thế, mạnh mẽ, đàn ông. Yeah. Hôm nay là mang tiền về cho gia đình. Bây giờ chỉ cần nghĩ chuyện đơn giản nhất nè. Mình có một khoản tiền, mình mua được 1, 2, thậm chí là hơn nữa những cái máy may đem về cho dì của mình. Cảm ơn em, chờ điểm cao ha. Hy vọng vậy đi ha. Cảm ơn chị.